Khi lên casting những người trên dài á, đó là tay ngàn bị cứng và lúc đó là đang quyết định là cắt vai thế này. Sau đó thì tìm một cô chân dài thì dài trong để đóng một cái vai nhỏ trong phim thì hắn quyết định quay lại là mời Tân Hằng. Ủa, mà chân dài bao nhiêu vậy? Dạ, 1m12. Vậy là chân em dài nhất trong giới người mẫu đó. Ủa vậy chị? Đó là một quyết định thông minh của Tân Hằng, bởi vì từ một cái vai nhỏ xíu như vậy và với một cái cảnh quay rất là đơn giản là máy lia từ chân lên tới mặt với một cái nụ cười tỏa nắng thì Tân Hằng đã bùng nổ và thành công. Những người mà chúng ta tạm gọi là không có qua trường lớp đào tạo diễn xuất ấy, thì chỉ đóng vào chính mình thôi. Nhưng mà tôi cảm thấy Thanh Hằng có một cái tố chất diễn viên, tức là cô ta rất là tập trung một cái trí tưởng tượng vào nhân vật rất là tốt. Vì Hằng không có qua trường lớp nào cả, cho nên khi mà Hằng đọc kịch bản á, mọi thứ được hiện lên trong đầu của Hằng và nghĩ là cứ hiện lên trong đầu mình như thế nào thì mình cứ thể hiện nó ra bên ngoài. Khi làm việc tôi hay khích tướng cái gì mà nó đặc biệt, nó khó mà gần như là mình nói là chưa ăn làm cái việc đó thì Thanh Hằng là cái người sẽ tập trung làm cái việc đó rất là tốt. Và tôi nghĩ đó là cái yếu tố của một ngôi sao. Thời gian mà 3 tháng ngoài cam ranh đóng phim của đạo diễn Nguyễn Văn Dũng, một phim Mỹ Nhân Kế, Nguyên cũng biết được rằng là Thanh Hằng có cái cá tính khá nóng tính. Hằng cực kỳ nóng tính nhưng mà Hằng biết giải tỏa nó, nên đôi khi là không làm được cái gì là chị ấy bực ngay. Khi mà quay những hành động là những cái lúc mà Hằng xả ra những gì mà mình cảm giác bị ức chế trong người. Ví dụ có một cái cảnh quay là chị đánh cái đó mà đánh hoài, mà tại vì người chị đã bầm hết rồi, tại vì đóng hoài cảnh đó quay gần mấy chục tết mà không được thì chị rất là bực mình, bản thân của mình là chị dùng tay của chị đập thẳng xuống bàn. Khi mà những cái lúc mà khó khăn á thì Thanh Hằng càng quyết liệt và càng mạnh mẽ hơn. Và tính của chị Hằng thì khá là men một chút. Hoàn toàn khác với cái sự nóng tính, khó chịu, là một người hòa đồng với mọi người, nhường nhịn mọi người rất là nhiều. Khi Khánh đi chung với Thanh Hằng, Khánh cảm giác như Khánh không còn là người đàn ông nữa và Khánh luôn luôn e ấp với Thanh Hằng. Hằng có một chút chảnh, có một chút kiêu ngạo, có một chút rất là tự tin, có một chút mạnh mẽ của đàn ông. Nhưng tất cả điều đó là một cái điều mà Hằng xây dựng cũng như là bản chất của Hằng để Hằng đạt được những cái giá trị như ngày hôm nay, mà tất cả mọi người đều là cảm thấy rất là phục Hằng, để phục Hằng ở điều đó. Hằng không có nhiều bạn, Hằng chỉ có một số ít bạn, nhưng mà những người đó là một người bạn rất là lâu năm và chơi với nhau rất là hợp. Khi mà Hằng kết bạn được với ai thì cái tình bạn nó kéo dài, Hằng nghĩ là có thể kéo dài tới một suốt đời luôn á. Trước đây thì tôi nghĩ rằng là chị Hằng là cái người sẽ rất là khó để tiếp xúc với chị. Khi mà đã chơi được với chị thì chị là một người rất là bên cạnh, chăm sóc, lo lắng, và có lẽ là chị là cái người mà để Quyên có thể chia sẻ rất là nhiều trong cuộc sống của mình. Khi là mình là một cái người mà làm trong showbiz thì họ không đoán được là Hằng có thích họ hay không, hay là nhiều khi là họ là có những cái sự dè chừng, cho nên Hằng là một người chủ động để mà tìm tới họ để kết bạn. Với bất cứ sinh nhật của người bạn nào trong nhóm, trước đó đúng 12 giờ khoảnh khắc sinh nhật đêm khuya như thế, mà luôn trong nhóm mình luôn luôn nhận được những cái ổ bánh sinh nhật từ Thanh Hằng. Ngày xưa thì rất hay đi chơi với Thanh Hằng, đi ăn với Thanh Hằng, nói chung là đi la cà với Thanh Hằng. Thanh Hằng là một người sống rất là thoải mái, có thể mua một cáo 15.000 đồ sĩ ra vẫn mặc bình thường. Mà cái điều hay là Thanh Hằng mua cái gì mặc lên cũng đẹp. Vui á thì cái gì Hằng cũng muốn chia sẻ, nhưng mà những cái mà mình không vui trong người thì Hằng giữ lại và Hằng sẽ có cách là mình tự làm cho nó lành. Để bắt gặp được Thanh Hằng suy sụp và sụp đổ, Khánh nghĩ chỉ có thể là một hoặc hai lần trong đời thôi, vì chị ấy là một người giấu cảm xúc rất là kỹ. Không phải là mình không tin tưởng họ, nhưng mình cũng không muốn họ phải phiền lòng về mình. Hằng cũng như những nghệ sĩ khác sẽ chấp nhận là xung quanh mình không có nhiều bạn, bởi vì Hằng không phải là một nhà ngoại giao. Hằng nghĩ đối với nghệ sĩ thì ở phía cái cạnh mà công việc thì họ có thể chia sẻ tất cả mọi thứ, nhưng mà về cái cạnh tình cảm, nó được gọi là riêng tư, thì họ luôn luôn muốn giữ lại. Cuộc sống của Thanh Hằng là nó dành mọi thứ cho cái công việc của mình. Thì tôi nghĩ là cho nên là cái khoảng mà tình cảm riêng tư, tôi nghĩ là cũng có một cái gì đó nó hơi khó.
Nhưng mà có thể sau này giai đoạn khác thì Thanh Hằng sẽ có một cái điều quan trọng khác. Thì ai cũng có mưu cầu hạnh phúc mà. Hằng đôi lúc hạnh phúc nó chỉ đơn giản thôi. Hằng chỉ cần là Hằng có cảm xúc và người bạn mình cũng phải có cảm xúc, phải đồng điệu đối với nhau thì mới có thể đi đến lâu dài. Hằng nghĩ điều gì Hằng cũng sẽ đạt được nếu mà đó là cái thời điểm đúng, hợp lý. Một cái người như vậy đã thuyết phục được bao nhiêu công chúng thì tôi nghĩ với những cái người bạn bè của mình thì cũng là một cái người đáng mến. Gần đây tôi thấy Thanh Hằng rất là nữ tính hơn nhiều so với trước đây. Bây giờ thì Hằng biết là lúc nào mình nên mạnh mẽ và lúc nào thì mình nên yếu đuối và dựa vào vai họ. Có những cái người họ rất là thích mình, họ có những cái điều kiện mà một người phụ nữ nhìn vào họ rất là thích, nhưng mà mình lại cái tình cảm của mình dành cho họ không nhiều. Và có những người đàn ông cái tình cảm của mình dành cho họ nhiều hơn, nhưng mà có cái sự đôi lúc có cái sự khác biệt giữa hai người đàn ông đó thì Hằng vẫn chọn cái người mà mình có cảm xúc nhiều hơn. Trong mối quan hệ nào thì Hằng cũng muốn là mình và người đó sẽ đi đến lâu dài nhiều hơn, chứ không phải là chớp nhoáng một cái thời điểm. Cho nên Hằng rất khó đón nhận một tình cảm nào đó, nhưng khi đón nhận thì nó rất là sâu sắc. Cũng không biết nữa, nhiều khi vẫn còn trẻ như bây giờ hoặc là vẫn còn làm người mẫu thì sao? Có thể nhiều người sẽ ngạc nhiên lắm. Mỗi thời điểm đó có một cái nhu cầu khác nhau và khán giả có một cái sở thích khác nhau, thì Hằng được quan sát thêm cái người đó có cái điểm gì đặc biệt để chiếm được cái vị trí mà bao nhiêu người cũng mong muốn. Hằng nghĩ cái sở thích của con người, người ta cũng không thích trao, không thích tặng gì cả, người ta muốn phấn đấu để có được, cho nên tốt nhất hãy phấn đấu để đạt được vị trí tốt đó.